Các bạn, chúng ta quay trở lại với thiết bị âm thanh nhé. Hôm nay mình nhận được cái âm ly này, gọi là Zuwaer PA203N. Nó dạng như kiểu là bắt chiếc như kiểu Zuwaer bạn ạ, của đơn vị gọi là Hòa Nhạc nhé. Cái này thì vẫn còn nguyên tem bảo hành, và khách hàng bảo là vặn các cái chiếc áp này nó sột sạt các bạn ạ. Cái này là âm ly sản xuất tại Việt Nam nha bạn nhé, của đơn vị gọi là lấy tên là Hòa Nhạc là cái âm ly gì, nhưng mà Hòa Nhạc này mình đang bê cái âm ly này mới tinh, còn chưa bóc tem bảo hành, nhưng mà mình đang thấy nó có một cái gì là lúc lắc, cảm giác như là biến áp nặng, nó lúc lắc các bạn ạ. Để lát chúng ta sẽ tháo ra xem trong ruột cái gì nó lúc lắc nhá. Nó lúc lắc như kiểu là biến áp bị sộc sạch kỹ các bạn ạ. Để chúng ta tháo ra xem âm ly Hòa Nhạc này, Zuwaer này. Là thương hiệu đã được đăng ký cục sở hữu trí tuệ, cấp bằng số này, bảo hộ độc quyền tại Việt Nam này, made in Việt Nam rõ ràng này. Chữ đây như Hàn Quốc đây, Dancing Korea. Âm ly stereo thì công suất đâu, mình đang tìm công suất xem bao nhiêu, không thấy ghi. 4 ohm thôi, chưa thấy ghi công suất các bạn ạ. Cái phần quan trọng nhất là phần công suất thì lại không ghi, chỉ ghi mỗi chờ khoáng loa 4 ohm thôi. Đấy gọi là dấu bài các bạn ạ, không dám ghi vào sợ bị đánh vào. Đây các bạn này, vẫn còn nguyên tem bảo hành đây. Đó, nguyên tem bảo hành. Nếu các bạn muốn mình xử lý cái tem bảo hành này để khi mình sửa xong thì nó vẫn còn nguyên như này, mình sẽ có cách. Nhưng mà thôi, âm ly này của khách hàng quen này. Bạn anh ấy cũng chả cần thiết cái bao tem bảo hành làm gì, và mình sẽ bóc tem bảo hành để tháo máy xem. Như đầu tiên là xem cái gì nó sộc sạch ở trong nhé, và khi mà đo điện áp và cái dây dẫn của biến áp thì chúng ta sẽ biết được cái công suất của cái biến áp là bao nhiêu, dòng tải là bao nhiêu, thì nó sẽ ra công suất của âm, công suất của âm ly nhé. Bởi vì các bạn cho nó ăn bao nhiêu thì công suất tối đa nó chỉ được bấy nhiêu thôi, chứ không thể nào người cho ăn một bát cơm mà nó làm với cái lực của hai bát cơm cả. Cho nên công suất của biến áp nó là công suất tối đa của âm ly nhé. Đây là mình chưa nói để việc mà nó suy hao, nó hao mòn, nó sẽ qua chuyển đổi của các linh kiện điện tử, nó còn suy hao về công suất. Nhưng mà mình cứ lấy luôn công suất của biến áp là công suất thực của mình xem có cái gì mà mình lúc la lúc lắc mà nó lại cũng lúc lắc theo. Liệu có phải là do cái đáy nó mỏng quá, mà khi bắt cái biến áp vào nó cao như thế này thì khi mình lúc lắc thì nó lật như này. Mình thấy nó rất là nó cảm giác như nó có một cái gì đó nó bị lúc lắc ở trong này bạn ạ. Đúng rồi, biến áp rồi. Bởi vì đây các bạn này, cái đài là thế này, tức là cái đài này để ôm cái biến áp vào, nhưng mà cái lõi này nó xô lệch này, các bạn thấy không? Hàng Việt Nam nhìn thì trông là hoành tráng đấy. Sử dụng 2SA1943 và C5200, nhìn thì hoành tráng ấy, nhưng mà các cái tiểu tiết là thấy không hoành tráng rồi. Cái biến áp này các bạn này, có nghĩa là như thế này, cái đối với cái gông này là cái độ dày của biến áp nó dày hơn. Đây là cái gông, các bạn nhìn cái đai ở dưới này, nó ôm vào cái thân biến áp này,
Nếu mà theo đúng cái chuẩn của cái gông này là bên đơn vị sản xuất là phải sản xuất cái nõi nõi này nó phải dày hơn. Đấy. Nhưng mà đây người ta đang sản xuất bé hơn. Nhưng mà người ta lại không làm một cái động tác là gõ cái tai này vào để cho nó ôm chặt cái biến áp vào. Cho nên là khi lúc lắc là cái biến áp nó cứ bị chạy đi chạy lại như này này các bạn này. Đấy. Đây để ngang cho các bạn xem nhé. Hàng Việt Nam này. Chán không. Và có dán một ít keo vào đây. Đấy. Tức là biến áp này cũng có sự đầu tư là đổ keo vào cái này để cho nó đỡ rung, đỡ ồn. Bắt ốc rất là chắc. Nhưng mà mỗi đội là cái đai đồng này là đai giả các bạn nhé, bằng giấy nhé, không phải bằng nhộn. Đấy, bạn thấy mình bóc ra hàng nhái. Đúng là Việt Nam ơi là Việt Nam. Tất cả các con tụ, tất cả con tụ của phần mạch master này đều là tụ đất nung hết nhá, chứ không phải là tụ mica nhá. Rẻ tiền một cách kinh khủng. Rồi, tiếp tục này, đi đến tụ công suất này. Các bạn nhìn đây, hai con tụ công suất. Ôi rồi, Việt Nam ơi là Việt Nam. 6.856 50V. Ôi trời đất ơi, sò thì nhìn to kinh khủng khiếp. Nhôm thì mỏng này, nhôm như này này. Đối với bốn con sò này với cái cánh nhôm này với cái công suất này thì mình nghĩ là cái nhôm này là đạt rồi, không cần phải dày hơn. Nhưng mà có một điểm cộng là cái con hai con kích này lắp tản nhiệt vào, đây là điểm cộng của nó. Cái thứ hai là hai con cái nhôm này mỏng quá, hai con ổn áp này sử dụng cũng cánh nhôm. Sao con này vẹo, nghiêng vẹo này, nghiêng vẹo đi này. Cái cũng dùng cánh nhôm nhưng mà này các bạn này không bắt xuống này và sử dụng keo dán. Nhưng mà keo này dán là loại keo cứng cho nên là khi mà cái đầu nó dài như này này, cái miếng nhôm nó dài này, chấm một tí keo ở dưới thì nó sẽ bị vẫy các bạn nhé. Nó vẫy và nó bung ra như này này. Như này là mình phải bôi keo lại cho khách hàng này. Không thể để nó như thế được. Tiếp tục nhé, chúng ta đi đánh giá tiếp về phần mạch nhé. Dơ le, sử dụng dơ le này, ok, được. Còn phần cầu diốt. Cầu diốt ở đây mình thấy dùng 2, 4, 6, 8 con diốt 5A. 5A 400V. 8 con, có thể là sẽ đấu song song 2 con 1. Tức là lên là 10A các bạn ạ. Đấy. 10A. Và mình xem cái biến áp, dây của biến áp này nó là bạn dây sợi quấn dây bao nhiêu nhá. Cũng hơi khó nhìn đấy. Bởi vì khi mà bạn đo đường kính của dây khi bạn làm biến áp ấy, đường kính dây này nó khi đường kính và điện áp là nó ra được cái công suất của cái mạch này các bạn ạ. Đường kính dây ấy, đường kính dây quấn của đầu ra cuộn ra nhé, với cả cái điện áp cấp cho mạch này là ra được cái công suất. Bởi vì cái đường kính dây tính trên diện tích của cái lõi sắt này, sắt từ này là nó sẽ ra được cái công suất của cái biến áp này. Và công suất biến áp này là bao nhiêu thì công suất ra của cái đường kính dây đấy là nó ra được bấy nhiêu. Thì cái hai kênh này nó chỉ nằm trong cái khoảng của cái công suất tối đa này thôi. Nếu mà khi mở hai kênh cùng lúc thì nó sẽ chia đều công suất của cái biến áp này ra, chia đôi ra. Chứ không thể là công suất ghê gớm hơn cái biến áp này được. Rồi. Cái dây này mình thấy là hàn nhá, không cảm giác mà hàn đính nhá. Mà dây tín hiệu vào sử dụng dây song hành như này. Nó sẽ ù khi mà các bạn để volume cao là nó sẽ có tiếng ù lên từ cái biến áp này ù ra. Bởi vì sao? Cái vòng chập này, cái vòng chập này này. Có cái vòng chập này nhưng mà lại vòng chập bằng giấy nha bạn nhá. Cho nên cái vòng chập này là vô tác dụng, không có tác dụng gì cả.
ở linh kiện ở đây. Mình thấy toàn dùng chờ 1W hết. Chỗ thì thừa, chỗ thì thiếu, chỗ này thì quá thừa. Không cần thiết, nó toàn là chờ 1W như này. Bởi vì ở phần công suất ý, chỉ có những cái con nào cấp điện, cấp nguồn thì mới cần 1W thôi. Còn những cái con nào ví dụ như nó chỉ là con hồi tiếp hoặc là con chỉ cấp nguồn cho tiền khuếch này, chỉ cần chờ 1/4W là được. Còn cái phần thiếu thì là đây. Bình thường về âm thanh thì sử dụng tụ Mica là tiếng nó hay nhất, nhưng mà đây ở đây lại sử dụng tụ đất nung các bạn ạ. Mạch mic này thì mình thấy là có mỗi 2C thôi. Rất đơn giản, và xem vang có thể là dùng con NM393 cũng lên này để xem vang nó là dùng con này. Đúng rồi. Còn rất là nhìn cái âm ly thì rất hoành tráng, Jaguar các kiểu, không biết là mua bao tiền, nhưng mà mình đánh giá cái âm ly này công suất về phần biến áp lỗi này, phần nhôm tản nhiệt của cái này lỗi này, mạch nguồn với mạch công suất để dùng toàn chở 1W, quá phí phạm, không cần thiết. Mình đánh giá cao thêm một cái, một điểm cộng nữa là nó có bên sản xuất có cái ke của cái mạch này này, để mạch nó không bị vẫy nhá. Nhưng mà ke này bằng nhựa cho nên nó cũng vẫn vẫy này bạn này, các bạn thấy không? Nhưng mà lại ke một bên thôi cho nên bên này vẫy này, các bạn thấy không? Ke bên ngoài này thôi, nhưng mà lại không lắp ke bên trong, trốn ke bên trong các bạn nhé. Tại sao không lắp hai cái ke hai bên cho nó cứng, nhưng mà lại lắp mỗi một ke một bên nên là trốn này. Nếu mà không thì lát mình sẽ cho một chút keo vào để cho cái mạch này nó dính vào mạch công suất này, cho một chút silicone nó dính cố định vào đây để cho nó không bị vẫy như này, gãy chân sò nhé, bục cái mạch ở chân sò này ngay này. Rồi, con âm ly này là chỉ là bảo dưỡng về phần chiết áp, tất cả các công tắc này mình sẽ cho dầu bảo dưỡng chiết áp, mình kiểm tra định thiên của sò beta sò, kiểm tra định thiên giữa BE xem trả sò ngược sò thuận có cân nhau không, kiểm tra điện áp đầu ra của loa xem, kiểm tra độ cân của vi sai xem có cân không. Tụ này chắc là khách cũng không có nhu cầu thay, bởi vì khách chỉ bảo là bảo dưỡng thôi. Còn nếu mà thay thì mình sẽ thay con lớn hơn nhé, không dùng cái con tụ bằng ngón tay này được, bé quá. Bởi vì bản chất con âm ly này công suất nó cũng nhỏ. Nếu mà như mình cảm nhận thì con này giỏi lắm chỉ 150W là cùng. Ok, bây giờ mình tạm dừng video, mình đi mình tháo toàn bộ phần music ra để mình vệ sinh này. Và những cái động tác như mình nói đấy, dán keo này, cố định cái này này, dán keo này, kiểm tra về rồi để cái phần kiểm tra điện áp thì chúng ta sẽ tiếp tục được xem, mình quay tiếp nhé để xem cái độ beta của cân điện áp giữa B và E của sò là đơn vị này đặt là bao nhiêu nhé. Bình thường là nếu mà âm ly các âm ly chất lượng thì người ta hay để rất là cao, có thể có những cái lên đến 0,6V, tức là gần như là sò mở thông luôn rồi các bạn ạ. Nhưng mà có những cái đơn vị người ta để bảo vệ sò người ta tụt xuống chỉ 0,2 thôi, khi mà có âm thanh vào nó sẽ mở lên 0,5 là cùng, không nên phun 0,6 được. Mở 0,6 nó phun thông sò là sò rất là nóng. Đôi khi người ta bảo vệ người ta điều chỉnh cái độ rộng của giữa hai kênh xung dương xung âm này, sò ngược sò thuận này, người ta điều chỉnh cái độ rộng ra để cho làm cho cái điện áp giữa hai chân B này với cả mát loa này, tức là BE này, điều chỉnh để cho cái điện áp nó thấp rồi, độ rộng nó thấp rồi thì sò hoạt động sẽ rất là mát, nhưng mà công suất ra đánh sẽ không được khỏe đấy. Ok, mình tạm dừng video nhé.
Ok các bạn, nãy giờ cứ chê suốt, thành ra là bây giờ mình phải nói lên những cái điểm cộng của cái Omni này. Đúng như cái lúc nãy mình nói là không sử dụng 0306 hay là 0195 mà sử dụng con PT2399 nhé. Đúng cái mạch vàng của PT2399 này. Những điểm cộng của cái vỉ vàng này, các cái mạch này là sử dụng mạch có sơn màu xanh nhé. Và tất cả các rắc kết nối này đều bằng rắc cắm. Đây là điểm cộng. Ở đây mình thấy một con IC đầu là khuếch đại đầu vào của mic này. Và một con IC khuếch đại đảo một lần nữa. Là khuếch đại đảo một lần này, xong rồi qua đảo một lần nữa này. Và bắt đầu đi ra. Đây là con IC thứ hai là sẽ khuếch đại bát chép chung nhá. Một nửa này của con 4558 này là khuếch đại bát chép. Còn một nửa là khuếch đại cái volume chung này. Còn phần echo thì là trộn thẳng luôn các bạn ạ. Lấy luôn từ volume ra trộn thẳng luôn. Ba lăng không dùng chiết áp đôi mà dùng chiết áp đơn nhé. Một điểm nữa là cái jack mà kết nối từ mạch master music lên cũng dùng jack kép này nha các bạn nhé. Không dùng hai jack đơn như ở Jaguar 203 của Hàn Quốc. Jaguar 203 Hàn Quốc người ta sử dụng toàn những cái dây tín hiệu, người ta sử dụng dây bọc kim, tức là dây có bên ngoài bọc kim loại, bên trong là hai lõi tín hiệu ấy. Còn cái này là dùng toàn dây, nói chung là về âm ly công suất nhỏ thì sử dụng dây song hành này cũng không sao, miễn làm sao cứ nếu mà ngon lành nhất thì là cứ một dây tín hiệu là một dây GND đi bên cạnh thì nó cũng là gần như là cũng lọc nhiễu rồi các bạn nhé. Rồi tiếp tục mình tháo cái mạch master này, master music là mạch liền các bạn nhé, chứ không dùng mạch rời. Ở đây là lại dùng xem nào, TL084 các bạn, chứ không dùng 4558. Hai con TL084. Con này là 4 kênh khuếch đại. 4558 này chỉ có 2 kênh thôi, nhưng cái này 4 kênh. Con này 4 kênh. Chiếc thứ hai này là để sử dụng cái 3S các bạn nhé. Con thứ hai này sử dụng 3S. Còn con đầu là khuếch đại 2 đường tín hiệu vào và tín hiệu bát chép là con thứ hai này. Của đại gia. Đây các bạn thấy này, dây vào. Điểm cộng ở bên trên là cắm jack này, nhưng mà điểm trừ ở đây là không có cái jack kết nối từ đằng sau vào đây mà hàn tay kiểu này đây. Đây là điểm trừ. Mạch này bị rộp khá là nhiều. Tức là có nghĩa là cái chất lượng mạch nó không ok cho lắm. Đây cái đầu ra, tín hiệu ra thì ra đằng sau thì sử dụng dây bọc kim này. Đấy. Đây còn 4 cái dây này câu loằng ngoằng này, không biết là cái dây gì đây. Khả năng đây là dây nguồn các bạn ạ, cũng trừ 15V. Và một cái dây này là dây như kiểu là dây chấm điểm của karaoke đưa ra đằng sau. Đây là dây cộng trừ nguồn. Rồi ok, bây giờ mình đi mình tra dầu vệ sinh chiết áp thôi. Ok bạn, mình có vừa tra dầu chiết áp xong. Nhưng mà để hướng dẫn các bạn tra dầu nhé, thì mỗi cái chiết áp này bạn quay cái chổi than nó về bên này này, xong bạn nhỏ một giọt này nhé. Đúng là một giọt duy nhất thôi. Cho mỗi cái chiết áp này một giọt thôi. Bởi vì nếu mà các bạn tra nhiều ấy thì cái silicone làm chiết áp vặn nó nặng một chút ấy. Ở đây này nó sẽ bị chảy ra và nó sẽ bị nhờn chiết áp nhá. Cho nên là các bạn chỉ cho một giọt nhỏ duy nhất thôi. Và đây nữa cái công tắc này. Các bạn bấm ra bấm vào, các bạn nhỏ dầu vào đây. Cái mic này bạn cũng tra dầu vào nhá, để làm sao khi bạn cắm mic nó không bị có tiếng sột soẹt. Có cái dầu khi bạn bật công tắc này nó sẽ không bị sột soẹt và nó không bị gì trong trong khi sử dụng nhé. Như ngày trước mình có sản xuất âm ly ấy,
thì ngay từ khi xuất xưởng, tức là khi cắm cái chiết áp vào đây này, tức là thợ đưa cái mạch này vào để lắp ráp, thì mỗi cái chiết áp này đã được tra một giọt dầu, mỗi cái công tắc này đều được tra dầu, mic này cũng được tra dầu, thì khi đến tay người sử dụng nó sẽ không bị bao giờ bị hoen cái công tắc này, không bao giờ bị hoen cái mic này, cho nên là khi cắm mic nó rất là êm và chiết áp này nó không bao giờ bị mốc các bạn nhé, bởi vì khi trong chiết áp có dầu mốc nó sẽ không mọc được và chiết áp nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Nhưng mà một giọt dầu duy nhất nhỏ thôi, đối với cái vòi nhỏ xinh như này, một giọt của cái vòi này thôi chứ không phải giọt của cái vòi to đâu nhá, cái vòi mà ở hộp keo 502 ấy. Đấy, các bạn lấy cái vòi đấy, giọt một giọt duy nhất và các bạn vặn đi vặn lại này này, để cho cái chổi than ở trong nó quét đều cái dầu lên cái miếng bột than ở bên trong ấy, đều ra thì nó sẽ rất là bền chiến áp của các bạn. Cái công tắc này bạn cho dầu vào, bạn bật đi bật lại vài lần để cho nó dầu nó bôi đều vào trong các cái tiếp điểm của chiết áp nhé, à công tắc nhé. Đây, cái chiết áp kép này thì bạn mỗi trên này cho một giọt, dưới cho một giọt và các bạn quay đi. Đấy, vặn đi như này. Lúc các bạn mới tra vào thì các bạn đặt ngửa lên này, tra vào xong các bạn đặt ngửa để cho dầu nó chảy vào trong nhé. Sau đó các bạn mới vặn này. Ok. Vậy là mình tra dầu xong chiết áp rồi. Và đi nắp vào thôi. Và nắp vào sau rồi thử âm thanh xem còn có cái chiết áp nào sột sẹt thì lúc đấy mình sẽ thay cái chiết áp đó. Ok các bạn. Ok, mình đã lắp hoàn thiện chiết áp vào và mình đã cho cái tai này một vài búa để cho nó quặp vào để nó giữ cái biến áp cố định này các bạn này. Nó không sột sẹt nữa nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta đi đấu âm thanh vào để kiểm tra xem chất lượng thế nào nhé. Ok các bạn, bây giờ mình đã đấu phần nguồn vào và chúng ta đi test đo phần nguồn nhé. Đầu tiên là đo AC này. Mát mình kẹp vào vỏ âm ly này. Mình sẽ đo một quận này, 36V cộng trừ nhé. Bên này là cộng trừ bao nhiêu? Cộng trừ 16V. Rồi, đo phần DC xem nào. Âm 49V này. Dương 49V này. Ổn áp ra này, mình sẽ đo trên mạch vỉ luôn này, 11V7 và 11V7 cộng trừ, nguồn rất là cân. Ok, bây giờ mình sẽ đo xem ra loa nhé, 0,34mm này, 34×42mm này và B sò A1945 này, chân B xem là bao nhiêu vôn này, 0,33mm này. Và C 5200 là 500mm nhé, 525 này. Vậy là mạch này sẽ chỉ mở thông sò khi có âm thanh đầu vào các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa âm thanh vào và xem cái B sò A1943 này nó lên đến bao nhiêu mV nhé. Như này nó đang không cân này các bạn này. Tức là nó chưa mở thông sò ngược, à sò thuận đấy. Ok, chúng ta đi cho chút âm thanh vào để xem khi có âm thanh nó ra được là bao nhiêu vôn cân hai bên nhé. Ok, mình đã cho tín hiệu âm thanh vào rồi. Nào, bây giờ chúng ta đo xem. Tất nhiên là khi có tín hiệu âm thanh dao động như này thì nó sẽ bê sò nó sẽ dao động. Nhưng mà cái điện áp mở là nó vẫn phải tương đối.
1,6 này, 170 mm này, 300 mm này. Điện áp ra loa vẫn là 3.32 nhá. Cho lớn lên này. Đấy, các bạn thấy nó mở dần cân không? Đó, như mình nói lúc nãy là đối với những cái âm ly mà công suất nó nhỏ ấy, thì thường thường mà để bảo vệ sò người ta cho cái điện áp chân B, điện áp BE của sò là rất là thấp, chứ người ta không cho cao. Nhưng đối với công suất lớn thì thường thường người ta sẽ cho cao lên 0,5, 0,6 gì đấy. Nhưng mà 0,6 mở thông thì chỉ có những cái âm ly nào đặc biệt thì họ mới sử dụng cái 0,6 thôi. Còn đa số là chỉ 0,5 trở xuống thôi, nó không cao. Như cái âm ly này là vào khoảng 35 đấy. Nếu mà mở to lên nữa nó có thể lên đến 0,4V nhé. Điện áp B sò. Cái này đánh thì mát rượi luôn các bạn ạ, không đến nỗi ghê gớm lắm đâu. Tiếng bát đẩy kinh quá. Ôi giời ơi, các bạn ơi, tiếng tép này chát chúa. Tiếng tép này mình thấy nó gọi là nó không sang mà nó tép đánh thế này chói tai, mấy mà chết hết tép. Này hát karaoke đảm bảo bị zip mic nhé. Khiếp quá. Nếu mà nói về âm thanh này thì mình đánh giá âm thanh này nó rất là gọi thế nào nhỉ? Nó dạng như kiểu ngày xưa các cụ là hay thích tép nhiều, bát nhiều, cứ chẹt 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 ra, nó đúng kiểu như thế này. Chứ nó không trung thực các bạn ạ. Đẩy lên nhiều bát tép kinh quá. Cái nút 3S ở đây bình thường là như ở Jaguar là 3S là tức là giả lập tín hiệu âm thanh vòm. Nhưng ở đây là kích vào là lao lớt lên các bạn ạ. Nào lớp lên tiếng bát chép nó lên kinh khủng khiếp, nghe chói tai lắm. Tiếng bát thì nó cộm, nó không được mềm mại như ở Jaguar. Ok, để mình đi lấy mic mình thử tiếng mic nhá, xem chất lượng tiếng mic thế nào. Ở đây mình đang sử dụng một chiếc mic Shure các bạn nhé. Nào, để chúng ta kiểm tra thử xem tiếng mic chất lượng là thế nào các bạn ạ. Mình cắm để bass chép ở giữa hết này, bass chép của master ở giữa hết này. Và mình sẽ cho volume cũng làm 1/3 nhé. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo, alo 1 2, đảo vế này, trái phải. Alo, alo 1 2 3 4 5 6. Tiếng bát mic này rất là được. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo, alo 1 2 1 2 3. Ôi giời, tép mic này quá cao. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4. Alo, tiếng khỏe quá. Alo, alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 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 alo 1 1 2 2. Alo, 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 alo 1 1 2.
hai 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 cái mặt âm ly này nó được sơn tĩnh điện, và cái việc mà chiến áp lắp vào nó vướng cái sơn tĩnh điện, nó không được tiếp xúc mát vào cái thân chiến áp này, cho nên các bạn vặn nó sẽ tạo ra một tiếng sột soạt khi mà vặn chiến áp này, nó có một cái tiếng di 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 rất nhỏ này. Khả năng mình sẽ tháo cái chiến áp ra mà mình sẽ làm xước cái lỗ này để cho nó tiếp xúc điện nhé. Tất cả đấy là một phương án. Hai là phương án hai là các bạn có thể là câu một sợi dây mát vào tất cả chiến áp này, thì nó cái đấy nó phức tạp hơn. Alo 1 2 2 alo 2 3 4 5 6 alo 5 6. Ái chà, vang này 2399 mà cũng dậy dụa như làm có 195 nhỉ. Được đấy. Alo 5 6 7 8 9 10. Chỉnh vang khá là tốt đấy. Vang 2399 mà dậy dụa như là 5195 như này. Alo 5 6 6 7 6 7. Alo. Cái tiếng vang như thế này là các bác sử dụng máy hát văn rất là thích. Alo 1 2 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 2. Alo 1 2 2. Alo 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6. Xem hai mic có cân nhau không ạ? 1 2 3 4 5 6. Alo. Vàng dãy rụa như là 5195 ấy, đánh giá cao đấy. Được. Chỉnh linh kiện trên cái bo mạch 2399 này này. Có một số cái linh kiện các bạn có thể điều chỉnh nó một chút thôi, nó vàng nó gần giống với 5195 luôn các bạn ạ. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo 1 2. Alo 3 4 5 6 7 6. Alo 4 5 6 7. Nở ngàn hoa duyên không bao giờ nghe người dừng để tôi đặng ca liêm tính chiếc sáng người. Ok, bây giờ mình thử đo xem cái mặt này nó tiếp xúc mát không nhá. Mà sao vặn nó cứ sột xa sột xẹt đây. Bởi vì những cái chiếc áp nào mà nó không tiếp xúc với cả mát thì nó sẽ, khi bạn vặn nó sẽ có một chút gợn như kiểu điện áp nữa, giữa nó thay đổi điện áp và nó tạo ra cái sột xẹt ở đây này. Cho nên là tại sao những cái âm ly nước ngoài ấy, nếu mà người ta sử dụng mặt nhựa, người ta sẽ có một lớp làm tiếp mát làm ở trong này, tiếp mát làm ở trong này. Và đây như cái chiếc áp này, tiếp mát này là ok, vậy là mặt có tiếp mát này. Đối với âm ly nước ngoài người ta làm kỹ, người ta sẽ, nếu mà cái mặt là bằng nhựa, người ta có một miếng dạng như kiểu miếng nhôm hay miếng gì đó, người ta dán đằng sau cái chiếc áp này, và khi bắt chiếc áp vào nó tiếp xúc mát rất là tốt các bạn ạ. Vậy là những cái này nó sẽ phải có thể là làm xước sơn chút để lấy cái điện, toàn bộ phần điện ở trên bò tiếp xúc với mát thì vặn nó không bị sột sẹt các bạn nhé. Ok, vậy là về phần chiến áp là không vấn đề gì rồi, bây giờ chỉ còn đi là mình xử lý biến áp rồi, không bị rung nữa rồi, bây giờ đi dàn keo thôi các bạn ạ. Ai chả mới đánh có thế mà biến áp đã ấm ấm thế này rồi. Có vẻ là cái hệ số an toàn của biến áp này để quá thấp này, nó mới nóng như này này, vừa mới đánh một tí mà đã nóng ra biến áp này. Nhôm thì mát rượi là bởi vì
cái bê sò để thấp như thế thì nó cũng không đến nỗi nóng lắm đâu. Nhưng mà cái kem tản nhiệt này mình đang thấy là đang bôi không đều rồi các bạn này. Chấm ở giữa sò thôi, trên địch sò không có tí kem nào này. Mỗi ở xung quanh này, có thể là chấm tròn này thôi này. Cái kiểu này là kiểu bôi theo kiểu máy móc này. Còn nếu mà bôi kem chuẩn là phải bôi kín hết bề mặt của lưng sò. Bôi như này là sò sẽ để trên đỉnh sò này sẽ bị kênh nhá. Không tiếp xúc mát, không tiếp xúc được với cả nhôm này. Đấy, bôi này, trên đỉnh sò này không có tí kem tản nhiệt nào này. Đấy, điểm trừ của cái Ami này. Bôi kem tản nhiệt không đúng kỹ thuật. Ok, vậy là video về bảo dưỡng và đánh giá một cái Ami Zazuga G này của Việt Nam này, gọi là nhái của Hàn Quốc, nhưng mà nhái lấy cái tên nó khác đi một chút. Nhưng mà mình nói thật, nếu mà người Việt Nam mà muốn sản xuất thì đặt luôn thương hiệu của Việt Nam đi cho nó, thương hiệu này nó nghe chừng có vẻ nó dần giống với Jaguar Sunjang của Hàn Quốc này. Cái này thì nói thật ra là bên trong ruột thì nó không giống rồi. Biến áp các thứ thì làm nhái, nhưng mà nhái bằng dán như này bằng giấy. Ok, thôi bây giờ video mình xin kết thúc ở đây nhé. Mình đã đánh giá về chất lượng và các cái điểm cộng và điểm trừ của cái Ami Việt Nam này. Và nếu các bạn thấy video mình hay, xin cho mình một like để ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn muốn đồng hành cùng mình trong các sửa chữa thiết bị âm thanh nói riêng và thiết bị điện tử nói chung thì có hai cách: các bạn like fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook, hoặc là các bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé. Chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng cảm ơn các bạn.